Đây, qua hẹn Trung và Trung đã đến. Hello, đây, đây. Hello anh, hello anh. Đi mỗi mình thôi anh. Dạ, mình à. Nhận xe xong rồi là đi qua đây luôn à? Dạ, đóng xe lại đây á. Để em chạy lên cho anh, để em chạy đúng rồi, lên, lên dốc cho. Anh ngồi sau luôn đi. Dạ, được rồi, ngồi sau luôn đi. Cháy vậy, cháy vậy. Để em bật mở cửa cho. Rồi. 440 cây. Nhiều thế nhỉ? Chạy gì quê với là biển số mà. Nó phải đánh về quê và biển số đúng không anh? Đúng rồi. Thế lúc đánh là xin biển số tạm à? À, chắc xin biển số tạm. Ok. Thấy chị dễ thương ghê ha. Lên giống này, mấy anh em đang ngồi cà phê tại vì sáng nay anh rảnh không à? Tại cam trình tí lại bóc ra thôi vì dán phim mà. Nó lắp từ trước à anh? Dạ. Rồi. Hoa, nó có tặng cây cây không? Sao cây nó cắt rồi à? Thảm này là tặng hay là anh mua? Anh mua 2,4 triệu mua tại showroom không? Dạ, nó rồi. Có gì trong đâu? Sao xe này vừa đấy, đèn nó sáng có phải không nhỉ? Không phải đúng không? 2,4 triệu là sẽ bao gồm cả đằng sau này của cái này. Rồi, ok. Thế là anh chỉ mua tại hãng mua cái đấy thôi. Dạ. Nó tặng cái cam hành trình. Dạ. Rồi, ok. Xe mới hôm nay sẽ là dán phim trước. Dạ. Còn đèn thì tính sau nhỉ? Dạ. Ok. Ủa, đèn mở tự mở rồi. Đèn pha tự động anh ạ. Đây, anh muốn biết xe mình đèn pha tự động mà nó là đây này, cái phần cái dấu chấm này này. Nó quay đến phần auto là đèn pha tự động. Dạ. Anh ấy nhận xe dán cho anh ấy gói classic như hình như trước anh gọi cho Khánh rồi đúng không? Dạ. Rồi, ok. Anh Trung từ lúc mà anh là anh mua theo cọc đúng không? Đúng rồi. Từ lúc mà lo báo đến lúc nhảy xe lâu không? Nhanh là phải 2 tuần đó. 2 tuần. Từ lúc có màu này đúng không? Dạ. Bây giờ là chỉ có một màu, hầu như là bây giờ một màu. Nó không có nóc, không hai màu nữa. Nội thất sẽ là màu đen. Dạ. Cái đợt của em là đợt lô cuối là sẽ có nóc 2 màu và có nội thất 2 màu. Bây giờ đa phần là chỉ một màu thôi. Dạ. Rồi, ok. Phỏng vấn anh Trung tí nhỉ? Dạ. Em hỏi chút là xe này là xe chiếc xe đầu tiên hay là trước đây anh đi xe khác rồi? Xe đầu tiên. Xe đầu tiên luôn á? Đấy, đầu tiên mua luôn đó. Sao liều thế? Đấy. Sao liều thế, đầu tiên thì phải mua xe xăng hay mua xe điện? Thứ nhất là mình đi thị trường thì thường xuyên mình cũng có tìm hiểu trên YouTube anh em á. Rồi. Thì cái tiếp thấy nó gần xe xăng rất là nhiều, chi phí mình đỡ tốt hơn. Thì mình quyết định mua. Nhưng mà xe điện lỗi lắm, sao anh vẫn mua? Tại con VF5 này có gì đâu để lỗi. Rồi vì nó không có gì nên mới mua mà mới dám mua liều thế đúng không? Em hỏi tiếp là anh Trung là mua pin hay thuê pin? Thuê. Thuê à? Anh có đi nhiều không? Công việc bình thường có đi nhiều không? Đi nhiều, đi tỉnh từ Vĩnh Long tới Cà Mau là ngày nào cũng có lịch đi hết. Thế thì anh chọn phương án rất chuẩn là thuê pin. Yeah. Tại vì đi nhiều ấy, cái tiền thuê pin nó không đắt. Lý do là mình chia đều ra do cái km. Thứ hai nữa là cái tiền thuê pin anh coi như là một cái khoản bảo hiểm cho viên pin. Và vấn đề gì sau này viên pin là của người ta sẽ thay thế cho mình đúng không? Công việc anh Trung là về lĩnh vực gì nhỉ? Để mà vật liệu xây dựng, nghĩa là gần như suốt ngày trên đường đúng không? Rồi, ok. Em còn gì hỏi anh tiếp nhỉ, để anh em xe điện mới để có thể biết là so sánh rồi con sau này còn quyết định có lên mua xe VF5 không? Thế lúc mà có con VF5 này anh có phân vân với xe khác không? Cũng có phân vân là tính mua bán tải xe cũ. Rồi. Xe cũ của tầm giá này. Cầm giá này. Nhưng mà cái chi phí mình đi lại bảo trì mình sợ nó còn hơn nha, nên mình sẽ mua xe mới với giá này thì nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, nếu mà mua con bán tải cũ bây giờ phải hơn 400. Dạ. Anh em ấy đi. Em sẽ qua cho anh em xem một chút là xe mới phiên bản màu. Anh Trung đang có điện thoại nhé, mình sẽ cho anh em chút là đây là phiên bản mới nhất, là phiên bản bây giờ nó sẽ hầu như là chỉ có một màu nhé. Đây là mình cho đổi luôn, là bây giờ VinFast họ sẽ cho khách hàng chỉ được chọn, hầu như là chỉ được chọn một màu là nội thất màu đen, cái viền kia màu bạc, và bên ngoài sơn sẽ sơn một màu. Thực ra anh em phải thông cảm đấy, khi sơn một màu như này thì cái nhà máy họ sẽ nhúng sơn, họ làm sơn nó rất là dễ, chứ còn sơn nhiều màu nó phải làm các thủ tục. Nói chung là mình sơn mình biết rồi đấy, để mà có cái nóc hay cái gì hai màu nó rất là khó trong quá trình sản xuất hàng loạt. Bây giờ họ đã làm như này rồi. Thế là hôm trước là khi mà anh mua xe này thì về đăng ký là showroom họ hỗ trợ anh đăng ký hay là họ làm hết từ án rét luôn? Rồi, chúng mình không phải lo gì đúng không? Họ mang xe về đăng ký tại tỉnh rồi mình, xong họ lại mang xe lên showroom để mình nhận. Thế sao lúc mang xe về em nhận xe lên dưới đấy luôn? Tại vì mình phải qua
thủ tục ngân hàng nữa. À, nếu mua tiền mặt thì nên cái gì lấy luôn à. Rồi bây giờ lại câu chuyện ngân hàng, một số anh em rất thích xe này nhưng mà sẽ dùng cái gói vay ngân hàng. Rồi. Em hỏi anh Trung chút là anh Trung vay ngân hàng là chiếc xe này là vay bao nhiêu phần trăm này? Đấy. Và cái lãi suất hiện tại bây giờ anh vay là như thế nào và anh đang trả hàng tháng bao nhiêu tiền cho cái chiếc xe này? Nếu mà tại vay bên Vietinbank á thì nó cho vay là 70%, còn các ngân hàng khác như cổ phần thì nó cho hơn rồi 80%, nhưng mà lãi suất bên Vietin thì nó rẻ hơn các ngân hàng ngoài. Rồi thì 2 năm đầu ưu đãi khoảng 9.6, 9.7 cũng không quan tâm tới. Rồi khoảng 9 chấm, hơn 9 chấm một xíu. Em hỏi anh là hơn 9 chấm vậy là nó cố định 2 năm đầu? Rồi, cố định 2 năm đầu. Và bây giờ với khoản vay của anh nó đang chia ra thì mỗi tháng anh trả bao nhiêu tiền cho chiếc xe này? Gốc lãi thì khoảng tầm 5 triệu mấy à? À, cũng ít đúng không? Ít. Rồi, ok, 5 triệu. Vay có 299 triệu hả? Rồi, anh là... 70%. Rồi, em hiểu. Bây giờ em hỏi một chút nữa, anh là ở dưới Vĩnh Long đúng không? Vĩnh Long nhưng mà làm việc ở Cần Thơ. Nhà Vĩnh Long là việc Cần Thơ. Em hỏi chút là xe này sinh hoạt hàng ngày thì sẽ hầu như ở Cần Thơ đúng không? Đúng rồi, hầu như các tỉnh luôn. À, các tỉnh luôn. Anh sẽ trong thời gian tới anh sẽ định là sạc mình chủ động sạc của anh hay là anh sạc ngoài? Nhưng chưa, hiện tại trước mắt là sạc ngoài. Trước mắt sạc ngoài đúng không? Nhờ anh em trong hội là hỏi mua sạc chỗ nào không? Đấy, biết rồi, ok, mình sẽ liên hệ với một số đơn vị sạc để gửi cho anh em trong hội về cái thông tin, anh em sẽ tự liên lạc nhé. Okay. Rồi, ok. Đây, vấn đề thứ hai là bây giờ là gần như là giờ sạc bây giờ đang muốn mua sạc ngoài để tự sạc nhà đúng không? Đúng, em hỏi chút là cái bây giờ cái nơi anh ở thì là cái xe này có đỗ được tại nhà vậy để sạc tại nhà không? Được. Rồi, ok. Nếu mà tại vì thường ra ở dưới miền Tây thì đất nó cũng sẽ rộng hơn. Dạ, và đúng rồi. Ở miền Tây thì đất nó rộng hơn. Nếu mà anh đi lại thường xuyên như vậy thì nên có một cái sạc đi theo nữa. Dạ. Nhiều khi là mình đến nơi mình làm việc, ví dụ như ở những cái cơ sở như này, tí nữa em sẽ cho anh mượn sạc để anh sạc luôn tại đây. Dạ. Để trong quá trình họ dán phim thì anh có 4 tiếng sạc đầy đến tối chiều chạy về thoải mái. Dạ. Ok, vấn đề sạc thì cũng khuyên là anh em nên chủ động với một cái sạc. Dạ. Em sẽ gửi liên hệ. Cái này là không có chia gì cả đấy đâu, mà sẽ tìm cái liên hệ về trạm sạc. Dạ. À, về các sạc để gửi cho anh nhé. Ok, lái X40. Giống anh rồi, đúng rồi, giống em, tại vì bây giờ thì là xu hướng anh em mình đều thích nó sự riêng tư. Rồi, đúng rồi. Rồi, ok đi, ok đây của ngành của anh Trung là sẽ mã y hệt như của em luôn, là đây, là bên sườn anh sẽ nhìn như này đúng không? Không nhìn thấy ai bên trong, là bên lái nó như này đây. Đây, hơn đây, ở đây là thôi đằng nào trên clip nói chia sẻ luôn là gói này đúng ra là phải hơn 10 triệu. Mà anh em trong hội thì nó có những ưu đãi riêng. Đây là đằng trước sẽ nhìn như này. Đấy, như mà nhá, anh chạy đây bên trong xe mình nhìn ra thì đây trong có nghĩa là trong xe nhìn ra vẫn sáng như bình thường. Đấy, nhưng bên ngoài rất là riêng tư. Rồi, đấy để anh biết là anh em mình tính thanh niên thì sẽ thích những cái màu như này. Đúng không? Chuẩn bị thêm rồi chưa ta? À đây, phụ kiện của anh Trung đây. Hôm trước đây anh xem bên kia, anh giúp em nhá. Đây, khui luôn phụ kiện. Anh này hôm nay mua xe mới là cái này, là giá là sẽ giấu mọi người đây, là những cái món phụ kiện anh Trung bên em này. Đây những cái món phụ kiện anh Trung mua đúng cái đợt sale. Yeah. Rồi, đúng cái đợt sale của đúng chương trình. Mà hôm đấy là mua rẻ bất ngờ. Bây giờ không còn giá này nhá. Bây giờ có như là một món quà nhỏ cho bây giờ mua xe mới. Đấy, tí nữa anh bung món quà đấy luôn. Rồi, ok. Vừa là một chia sẻ những thông tin của anh em về một chủ xe mới mua xe, họ sẽ đi làm những cái việc gì. Như anh ấy là được mua tại hãng bộ thảm và bây giờ dán phim. Hôm nào anh ấy sẽ lên thay đèn hoặc làm việc sau. Một màu này khá đẹp, màu này sẽ giống màu của bên VF8 và VF9 đang có màu này. Dạ. Đúng rồi, màu này màu của hai cái xe đấy. Tại vì nó chung một mã, đúng không? Phong thủy à? Anh mệnh gì nhỉ? À, mệnh mộc. Màu mình em cũng mệnh mộc. Màu xanh. À, đen. Xanh đen. Đúng rồi, mộc là xanh. Rồi, ok, hợp mệnh rồi. Một chiếc xe mới của anh Trung mình đã nhận, chia vui với anh ấy nhá. À, anh em trên hội VF5 mà chia vui của anh Quốc Trung nha. Rồi, đây tiện anh Trung ở đây thì vừa lấy câu chuyện là đây cái sạc đây. Anh Trung thì mới xe chưa có sạc, đây là cái bộ sạc Zenka từ hồi mình cách đến rất là lâu rồi. Mình mua từ đời đầu. Hôm nay là anh ấy đến đây là mình đang để 16A này. Đấy, để 16A và hôm nay anh sẽ đến đây để dán phim, thì trong thời gian đấy mình sẽ cắm sạc cho anh ấy, 4 tiếng sau đó được khoảng 50% là anh ấy sẽ về nhà thoải mái. Đây, mình dẫn anh Trung luôn.
xe đang nổ máy, càng dễ sạc, nó càng dễ nhận thông tin. Cái cọc sạc gắn vào đây nhé, nó mở ra này. Đây, cái này sạc này thì bây giờ đang bán báo màu kia. Khi mà đấy, cảm ơn nhấp nháy. Cái này nó chuyển sang màu 7 màu thì nó nhận. Đấy, đúng. Đấy, 7 màu nó tạch ấy. Dòng xe VF5 này nhận sạc cực nhanh. Bây giờ là sạc rồi đấy. Đây, anh nhìn luôn trên lấy này, để cho mọi người xem luôn trên màn hình. Đây. Đấy, màn hình trên kia nó hiện là đang sạc rồi kìa. Đây màn hình chính đây. Còn màn hình này muốn ấy biết thì phải bấm ra ngoài màn hình chính thì mới hiện được đang sạc. Rồi. Như này là đang sạc rồi. Đây cho anh xem luôn về công suất này. Sau này anh mua thì tất cả các loại sạc anh nó đều hiện lên một cái như này. Đây này, nó đang báo là dòng điện được 14,5 ampere. Tại vì lý do là nó mắc là 16 ampere. Nhưng cái dây dẫn của mình ấy, hay cái nguồn điện cung cấp cho mình nó chỉ cấp được số đến 14,5A thôi. Thế là đang sạc vào là 3,2 kWh này. 1 giờ sẽ được 3,2 kWh, 10 giờ sẽ đầy viên pin này. Đấy, trong khoảng 3-4 tiếng mà anh dán phim chiếc xe này thì nó sẽ được khoảng 5-60%. Đấy, đây là đang sạc như này này. Đây, để 16A này nhá, là điện dân dụng nhà mình. Đây, anh xem này, ổ cắm điện này này. Đấy. Nếu mà anh để 16A ấy, thì điện dân dụng ở những ổ cắm như thế này thì nó chịu tải thoải mái. Còn nếu mà để vừa lên đến 7kg ấy, mà gọi là sạc nhanh nhất có thể là xe này nhận được 7kg là 32A, thì anh cần phải có một cái ổ cắm riêng là từ chân đồng hồ kéo xuống một cái ổ cắm. À đấy, lại chia sẻ tiếp là cái này thì đang không có tiếp địa. Đấy, do là cái trong cái cục sạc này nó đã có một cái giả tiếp địa. Còn nếu mà mình ở nhà thì mình nên làm một cái tiếp địa ở nhà nếu mà mình dùng thường xuyên. Còn nếu mà cơ động như này thì tiếp địa một thời gian ngắn không sao đâu, nó vẫn thoải mái. Và khuyên anh em lên làm tiếp địa. Rồi, ok, đấy, sạc rồi đấy. 4 tiếng sau là cứ thoải mái. Bây giờ các bạn ấy vừa bật điều hòa không sao cả. Hay mua bốn xe cấp thì được rồi. Mua thế thôi, khoảng bây giờ khoảng 4-5 triệu thôi. Rồi, tí em hỏi bên đơn vị cung cấp cho. Rồi, ok, định dừng lại rồi nhưng mà chia sẻ lốt về vấn đề sạc cho anh em xem nhá. Bye bye.